Chào các bạn nha. Sáng nay mình ngồi uống cà phê tại đường Lê Văn Sĩ. Hôm nay mình xin ghi lại clip ngắn gọn này để chia sẻ đến các bạn cùng xem đường phố của Lê Văn Sĩ như thế nào. Bây giờ đường phố của Lê Văn Sĩ thì vẫn bình thường, thì trong mùa dịch. Mời các bạn cùng xem nha.